Mến chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay xin mời các bạn xem cập nhật đầu tháng 6 năm 2024 gói thầu xây lắp số 7 của dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Hình ảnh các bạn đang xem xuất phát từ cầu Tham Lương, quận Tân Bình, 12 hướng về cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp, 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại gói thầu này đang thi công cống thoát nước và hào kỹ thuật. Vậy hào kỹ thuật là gì? Theo như mình tìm hiểu tại website thư viện pháp luật.vn được giải thích như sau. Theo quy định tại tiểu 13.1, 13 tiêu chuẩn Việt Nam 10.332.2014 định nghĩa về hào kỹ thuật như sau. Hào kỹ thuật là sản phẩm bê tông cốt thép đúc sẵn có một hay nhiều ngăn dùng để lắp đặt các hệ thống kỹ thuật như cáp quang, cáp điện, cáp thông tin, vân vân, một cách độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau khi duy tu, sửa chữa. Theo đó, ghi nhãn hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, chiều dày trên nghĩa của thành không quá 80mm, dùng trong các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Gói thầu xây lắp số 7 có tổng chiều dài 2.850m, đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu với giá dự toán 557,834 tỷ đồng. Gói thầu này đi qua các quận 12, Tân Bình và Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Các đơn vị trúng thầu thi công xây lắp bao gồm liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn, tổng công ty xây dựng số 1 CTCB, công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Nguyễn Lê, công ty cổ phần công trình giao thông Công Chánh. Giá trúng thầu 590.438.770.000 Việt Nam đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.095 ngày, được khởi công từ tháng 2 năm 2023. Dự án kênh Tham Lương giai đoạn 1 được khởi động từ năm 2002. Lúc bấy giờ, chính quyền thành phố thông báo cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên do bị ô nhiễm bởi quá trình đô thị hóa và hàng loạt khu công nghiệp mọc lên. Giai đoạn 1 đã dừng lại ở công tác giải phóng mặt bằng, nạo vét kênh thông tuyến dòng chảy, đắp đất hai bên bờ kênh, xây dựng nhiều cửa thoát nước tại một số rạch nhánh. Sau đó ngưng trệ gần như hoàn toàn cho đến năm 2023. Giai đoạn 2 của dự án được thi công vào tháng 2 năm 2023. Dự án kênh Tham Lương kỳ vọng sẽ hình thành tuyến giao thông đường thủy kết nối các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ qua ngõ Long An và đi các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Đồng Nai theo hướng từ cửa sông Chợ Đệm đến sông Sài Gòn, góp phần hình thành trục giao thông thủy xuyên suốt toàn vùng. Ngoài ra, trục giao thông đường bộ nối với các tỉnh miền Tây qua ngõ Long An theo kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và đi các tỉnh miền Đông cũng sẽ được nối liền. Từ đó, kết nối giao thông đường bộ xuyên thành phố, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị. Bây giờ, xin mời các bạn xem cập nhật tiến độ của gói thầu này. Thank you.
Xin mời các bạn xem hình ảnh Flycam quay ngày 29 tháng 4 năm 2024 cách nay 2 tháng của gói thầu này để các bạn so sánh tiến độ thi công có thay đổi gì nhiều không.
Cảm ơn bạn đã xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này.